Theo hợp đồng mới được hai bên ký kết, bắt đầu từ tháng 10, tập đoàn Gazprom của Nga cung cấp khí đốt cho Hungary nhưng không qua ngã Ukraine như trước đây. Thỏa thuận trên khiến Kiev mất trắng một nguồn thu lớn từ phí trung chuyển khí đốt của Nga. Khỏi phải nói, Kiev đã phản ứng giận dữ như thế nào. Họ tố lên Liên minh châu Âu, đại ý rằng Nga tiếp tục dùng quân bài khí đốt để ép mình, còn Hungary chơi không đẹp, đi ngược lại với chính sách chung của EU. Thế nhưng, cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích, được mất đều có căn nguyên của nó. Bình luận quốc tế báo Nghệ An số này xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết với chủ đề Bị Nga, Hungary cho ra rìa về khí đốt, Ukraine nổi cơn thịnh nộ vô lý. Vào thời điểm châu Âu đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng khi các nền kinh tế phục hồi sau đại dịch Covid-19 và mùa đông đang đến gần, Hungary đã quyết định xé rào để lo cho dân mình, bởi khi giá khí đốt ở châu Âu liên tục lập đỉnh mới, thậm chí đã vượt quá 1.000 USD trên 1.000 mét khối, mức giá cao nhất trong lịch sử. Hungary hiểu được giá trị của việc ký kết các hợp đồng dài hạn để đảm bảo nguồn cung ổn định, giá cả đương nhiên cũng cố định và tương đối thấp hơn so với hợp đồng ngắn hạn. Cho nên, vừa qua, quốc gia Đông Âu là thành viên của Liên minh châu Âu, EU và NATO quyết định chơi lớn, ký kết với Nga hợp đồng mua khí đốt dài hạn, nhưng điểm đáng bàn là khí đốt sẽ không quá cảnh qua Ukraine nữa, mà theo con đường khác. Lễ ký kết được tổ chức long trọng tại thủ đô Budapest với sự hiện diện của Zelena Buremistrava, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc điều hành của Gazprom Export, và Peter Siato, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary. Hợp đồng kéo dài 15 năm này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm 2021 và các điều kiện hợp đồng có thể được sửa đổi sau 10 năm. Theo hợp đồng, tập đoàn Gazprom của Nga cung cấp khí đốt cho Hungary từ đường ống dẫn dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và hai ngả đường mới qua Serbia và Áo. Một thông báo hồi cuối tháng 8 cho thấy nước này chấp thuận mọi điều kiện của Nga để thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Ngoại trưởng Hungary Peter Siato nói hai bên đã thống nhất mức giá và theo thỏa thuận, mỗi năm Gazprom sẽ chuyển cho Hungary 4,5 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên. Cựu đồng minh của Liên Xô vẫn luôn phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga vận chuyển qua đường ống dẫn khí của Ukraine. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Budapest đã đa dạng hóa nguồn cung, mở các kết nối xuyên biên giới với hầu hết các nước láng giềng, cũng như đảm bảo nguồn cung cấp từ công ty Shell thông qua cảng khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở Croatia. Và với việc ký kết hợp đồng mới này, Hungary không còn phụ thuộc vào quốc gia láng giềng đầy bất ổn như Ukraine nữa. Tất nhiên, việc không cho khí đốt đi qua lãnh thổ Ukraine của Nga và Hungary trái với mong muốn của Kiev, vì điều này khiến thu nhập từ vận chuyển khí đốt quá cảnh của họ càng thêm thiệt hại. Đồng tiền đi liền khúc ruột nên như thường lệ, Ukraine đã phản ứng một cách kịch liệt. Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố họ rất ngạc nhiên và thất vọng trước quyết định của Hungary. Đây là thỏa thuận hoàn toàn phi lý về chính trị, kinh tế cũng như gây tổn hại cho quan hệ Ukraine và Hungary. Không chỉ nói suông, Kiev cho biết nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu liên quan đến việc đánh giá sự phù hợp của thỏa thuận khí đốt mới giữa Hungary và Nga theo luật pháp châu Âu trong lĩnh vực năng lượng. Còn người đứng đầu công ty phụ trách hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine, ông Sergei Makhon cho rằng hợp đồng trên là một ví dụ rõ ràng về chính sách o ép của Điện Kremlin đối với Ukraine, bởi ngay cả khi có khả năng vận chuyển khí đốt từ Nga sang Hungary đi qua Ukraine, Gazprom đã quyết định dùng các đường ống khác. Tuy giận dữ không tiếc lời chỉ trích Moscow, nhưng ông Macron không quên khuyên Nga và Hungary nên suy nghĩ lại để tiếp tục trung chuyển khí đốt qua Ukraine. Đáp lại những cái đầu nóng ở Ukraine, Ngoại trưởng Hungary Siato cũng không phải dạng vừa. Vị chính khách cứng rắn này cáo buộc Kiev đang can thiệp vào công việc nội bộ của nước mình, vì Budapest xem an toàn năng lượng là vấn đề an ninh, chủ quyền và kinh tế, chứ không đơn thuần là vấn đề chính trị. Bạn không thể sưởi ấm các gia đình bằng những tuyên bố chính trị, Ngoại trưởng Hungary nói. Tương tự, Thủ tướng nước này là Viktor Orbán lạnh lùng lý giải, hợp đồng này là do tính cấp thiết bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước của ông. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, qua vụ việc này, Hungary còn đồng thời bắn đi một thông điệp rất rõ ràng dành cho người hàng xóm Ukraine. Vốn dĩ, lâu nay quan hệ hai nước cũng chẳng êm đẹp gì. Có lẽ Budapest cũng đã quá chán ngán Kiev vì những hành động khiêu khích. Không chỉ phân biệt đối xử với những người nói tiếng Nga, Kiev cũng đã phân biệt đối xử với những người gốc Hungary ở Ukraine.
Những người này cũng đã bị ảnh hưởng bởi các luật về ngôn ngữ Ukraine và giáo dục. Điều này đã khiến quan hệ giữa Ukraine và Hungary trở nên căng thẳng. Thêm vào đó là các tuyên bố của một số đại biểu chính trị gia Ukraine xúc phạm người gốc Hungary ở Ukraine và kêu gọi trục xuất họ, v.v. Có thể nói, chính các quyết định chính trị của Kiev đã gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ với Hungary, khiến nước này phải tránh chuyển khí đốt từ Nga qua lãnh thổ Ukraine. Về phần mình, đại diện cho bên bán, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã có bình luận với báo giới liên quan đến tranh cãi giữa Hungary và Ukraine, cũng như lời cáo buộc về việc Nga cố tình tận dụng Hungary để ngừng vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine. Cụ thể, ông Peskov nhấn mạnh rằng các hợp đồng của Gazprom và các quốc gia châu Âu theo cách đa dạng hóa tuyến đường vận chuyển khí đốt là lợi ích thương mại, không mang hàm ý chính trị như cáo buộc từ Kiev. Điều này đồng nghĩa với việc hợp đồng giữa Hungary và Gazprom là phục vụ cho người tiêu dùng ở Hungary có những lựa chọn đa dạng hơn về việc vận chuyển khí đốt. Đây hoàn toàn là điều bình thường. Rõ ràng, việc Gazprom cung cấp khí đốt sang các nước châu Âu độc lập sẽ khiến hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine bị ảnh hưởng. Nhưng thực tế, Kiev cũng cần xem lại việc họ vận hành hệ thống truyền khí này và chính trị hóa nó như thế nào mới có thể dẫn đến bi kịch như vậy. Việc vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine kể từ sau phong trào Maidan năm 2014 đã không còn là mối quan hệ kinh doanh thuần túy như trước. Trong 7 năm qua, Ukraine không ngừng chỉ trích Nga một cách có hệ thống, cáo buộc nước này là quốc gia xâm lược, đồng thời theo đuổi các chính sách phân biệt đối xử với người gốc Nga ở nước này. Song có một điều hết sức phi lý là Ukraine lại không chịu cai bầu sữa từ Nga khi vẫn một mực yêu cầu Moscow tiếp tục đưa khí đốt qua lãnh thổ của mình để lấy tiền quá cảnh. Ai nghe qua cũng thấy câu chuyện như cổ tích ấy sẽ không bao giờ có. Không một quốc gia nào ở vị trí của Nga lại đủ bao dung phó mặc cho Ukraine muốn làm gì thì làm. Moscow đủ tỉnh táo để hiểu rằng mối quan hệ kinh doanh phụ thuộc vào quốc gia luôn có đường lối chống lại mình, luôn tìm mọi cách thọc sườn làm suy yếu mình là đầy rủi ro. Mà sự thực thì Ukraine đã từng chặn khí đốt của Nga đi qua lãnh thổ của mình làm con tin trong quá khứ để mặc cả với Moscow. Ngoài ra, hệ thống vận chuyển khí đốt của nước này cũng xuống cấp nghiêm trọng và có thể bị sụp đổ nếu không được cải tạo. Và trên hết, việc khí đốt của Nga đi qua Ukraine đắt hơn đi qua dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Âu. Như phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã chỉ ra. Do đó, đặt trong mối quan hệ đầy dẫy oán thù những năm qua giữa Nga và Ukraine, việc tập đoàn Gazprom tìm cách bỏ qua lãnh thổ Ukraine trong hoạt động kinh doanh được cho là điều hết sức hợp lý và bình thường theo lẽ tự nhiên. Lúc này, Ukraine chỉ còn biết trông chờ vào những người bạn ở Liên minh châu Âu. Họ cho rằng liên minh này sẽ đứng về phía mình vì hợp đồng của Hungary có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Sau hành động xé rào của Budapest, có thể các quốc gia khác đang chạy đôn chạy đáo do thiếu khí đốt trước mùa đông đang đến gần sẽ đi cửa riêng để tự ký hợp đồng cung cấp khí đốt với Nga mà bỏ qua Ukraine. Nếu điều này xảy ra, ví tiền của Kiev sẽ bị thâm thủng nghiêm trọng. Lúc đó, EU sẽ phải bỏ tiền túi để lấp đầy những lỗ hổng trong ngân sách của Ukraine nếu muốn Kiev còn trong quỹ đạo của mình. Bắt nọn được những người bạn lớn đến từ phương Tây, Ukraine cho rằng mình có quyền làm mình làm mẩy. Có lẽ vì vậy, mới đây ông Dmitry Kuleba, ngoại trưởng Ukraine tuyên bố sẽ đưa hợp đồng khí đốt giữa Nga và Hungary vào hội nghị thượng đỉnh Ukraine-EU. Chưa rõ EU sẽ xử trí ra sao để giúp Ukraine ấm lòng vì mùa hè vừa qua, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel sắp nghỉ hưu của Đức đã tuyên bố nếu Moscow dùng khí đốt để đe dọa Ukraine, các nước châu Âu có thể sẽ có biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, theo giới phân tích, nói là một việc, còn làm lại là chuyện khác. Vì Liên minh châu Âu cho đến nay vẫn từ chối bình luận về một thỏa thuận khí đốt được cho là đang làm suy yếu thêm Ukraine giữa Nga và Hungary. Chỉ có tiếng nói hiếm hoi từ Cộng hòa Séc là ủng hộ Ukraine. Đặc phái viên của Séc về an ninh năng lượng, ông Václav Batuška nói rằng châu Âu không nên đứng về phía Nga và một cuộc chiến khí đốt nên được tuyên bố. Còn Ủy ban châu Âu cũng chỉ yêu cầu nhẹ nhàng là Hungary chứng minh rằng hợp đồng của họ mới ký không gây nguy hiểm cho quá trình cung cấp năng lượng của Nga đến EU vì Moscow hiện đang cung cấp hơn 28% nhu cầu của khối này. Nhìn vào các động thái trên, các nhà phân tích nhận định có vẻ như phương Tây đang mất hứng thú với các lệnh trừng phạt chống Nga.
Các quốc gia như Ukraine hoặc Cộng hòa Séc tất nhiên có thể kêu gọi đưa ra biện pháp trừng phạt hoặc một cuộc chiến khí đốt chống lại Nga, nhưng thực lòng mà nói, đó chỉ là những lời đe dọa suông. Phân tích tình hình hiện nay, đối thoại và hợp tác với Nga đã trở thành một nhu cầu cấp thiết đối với châu Âu khi họ phải đối diện với nguy cơ thiếu khí đốt tự nhiên trước mùa đông. Nếu tiếp tục đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nào chống lại Nga, EU có nguy cơ rơi vào tâm chấn của một cuộc khủng hoảng năng lượng khi Moscow khóa van khí đốt. Trường hợp Hungary, một thành viên của Liên minh châu Âu EU, NATO, ký kết một thỏa thuận có lợi với Moscow bất chấp sự phản đối từ phía Ukraine đã chứng minh rất rõ điều này. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjártó đã rất rõ ràng rằng Hungary có toàn quyền để ký các hợp đồng cung cấp năng lượng với bất kỳ quốc gia nào theo các điều kiện phù hợp với quốc gia đó và từ chối mọi nỗ lực xâm phạm chủ quyền. Mặt khác, thái độ thinh lặng gần như hoàn toàn của các nước lớn ở phương Tây trước động thái trên của Hungary và Nga càng chứng tỏ rõ ràng với Kiev, các nước châu Âu không có ý định hy sinh lợi ích của riêng mình khi mà con dân của họ có nguy cơ co ro trong giá rét và mùa đông. Thế mới nói không hề quá rằng, trong mắt các nước châu Âu, Ukraine chỉ là một đối tượng có thể hy sinh nếu cần thiết, và với họ, Kiev cũng không đủ vị thế để được phép đưa ra các quy tắc và điều kiện yêu cầu của riêng mình. Thủ tướng nổi tiếng của Anh Winston Churchill từng có câu nói để đời: không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Đó là một ý kiến gợi lên cho mỗi chúng ta những suy nghĩ nghiêm túc về đường lối ngoại giao của các nước trên thế giới. Từ vĩnh viễn nói đến một mối quan hệ bền vững lâu dài. Trong câu nói của cố thủ tướng Anh, chúng ta thấy từ không có được lặp lại 2 lần, từ vĩnh viễn được lặp lại 3 lần. Từ đó làm nổi bật lên thông điệp, trong đường lối ngoại giao, lựa chọn làm bạn hay đối đầu nhau trên chiến trường là kẻ thù của nhau thì tiêu chí cao nhất để đánh giá, định vị mối quan hệ đó chính là lợi ích quốc gia. Nghĩa là lợi ích quốc gia là dĩ bất biến, còn chuyện là bạn hay là thù đó là ứng vạn biến. Cổ nhân còn có câu thương hải tang điền, ngụ ý nói về sự thay đổi khó lường của cuộc đời. Còn nhà triết học Heraclitus đã từng khẳng định không ai tắm 2 lần trên một dòng sông để nói về dòng đời chảy trôi với những biến thiên của cuộc sống. Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ổn, còn bước đi của lịch sử thì luôn song hành với nhịp điệu của thời gian. Vì vậy, mọi mối quan hệ chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian hữu hạn, chúng ta cần phải học cách thay đổi để thích nghi. Nếu không biết cách hội nhập thì cá nhân hay cả một dân tộc sẽ trở thành những kẻ trì trệ, bảo thủ. Chính vì lẽ đó, mối quan hệ ta và địch sẽ được biến thiên theo dòng chảy của cuộc đời. Nếu nằm lòng những điều trên, có lẽ đã đến lúc Ukraine nên định vị lại chiến lược của mình để lựa chọn con đường cho đất nước. Bình luận quốc tế báo Nghệ An số này xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, subscribe và để lại bình luận, chia sẻ quan điểm của các bạn nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.